Vlog xin chào gia đình nha, cùng cô bác anh chị em, ông bà cô bác gì đó ha, với lại các con các cháu. Hôm nay là trở lại với bữa cơm trưa của gia đình, là cô ba sẽ nấu những cái món cơm, phải nói là món cơm của cái người mà đang thất nghiệp vất vả, bữa cơm gói ghém tặng tiện, là bữa cơm là gạo thấp rồi luôn, là không quá 80.000. Thì bây giờ cô ba xin giới thiệu, Vlog xin giới thiệu với cả nhà mình ha, cùng các con các cháu. Đây là 3 lạng tép, 10.000 lạng 30. Đây là 10.000 đậu que là 40. 15.000 của Vũ Lan là 55. 55 với này 6 miếng đậu hũ miếng 2.500, 15. 5 là 45 với 15 là 60. Phải không? 2.000 xả. Rồi. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ đi nấu canh. Và mình ram tép, rồi mình chiên đậu hũ, chiên sợi ớt nha các con nha. Đây là buổi cơm vợ bán với số, chồng lầm hồ, mà chồng hiện nay là thất nghiệp nè. Đây là một cái gia đình mình giả thiết ha các con ha. Cô ba xin chào nha. Bây giờ tiến hành vô bếp để mình làm nha. Đây, bây giờ mình sẽ quét tép nha con. Cái này mình nấu với tôm khô cũng được, mà nấu tép tươi cũng được. Để cho miếng gia vị cho nó đừng trơn. Thì con tép bạc này nó rất là non con. Tính đi mua tép răm, nhưng mà tép răm nó không có. Thôi để mình mua tép này. Dập dập thôi nhé con. Thay vì tôm khô cũng vậy, mình phải ngâm cho nở, mình vắt nước rồi mình mới gạt, mình dập nó. Bây giờ mình nấu cái này nó ngọt hơn tôm khô. Rồi mình cho nó dập dập thôi, không có nên cho nó nát quá, cho nó có chất ngọt. Thay vì các con biết không, cô ba về, cô ba quên, cô ba ớp muối luôn. Cái này nè con, ớp muối, rắc muối trắng vô tới mình ớp, thì đợi chút mình xả ra mình ớp xả sao. Khoai lang cô cũng bào trước, cô ngâm với muối đầu luôn. Cô muốn làm cho nó nhỏ nhẹ, thành ra cái chi tiết mà cái khoảnh khúc đó là mình cũng không có quay nha con. Làm sẵn hết rồi nè, cô ngâm tí nước bỏ muối vô cho khoai lang nó đừng đen. Các con thấy không, cho nó đừng có mũ bám mà nó thâm thâm á, nó đang đen nó ghê lắm. À, đậu que cũng ấy luôn nè. Tí đầu hầm mình đập dập để mình xào tép nha con. Giờ nồi khô rồi nha con, mình đổ dầu vô tí thôi, một muỗng ăn cơm không đến. Mình xào ở ngoài mình vớt tép bỏ vô cũng được nha con, nhưng mà thôi đơn giản mình lấy chút nước dầu cho nó béo. Rồi củ hành mình thơm mình lỡ tép vô nha con. Như vậy thì mình nấu nước nó được cầm lắm, nhưng mà dập thì ngon. Rồi bây giờ tôi chế nước cho nha. Con nhìn thấy mình rửa mình ngâm muối nè, để nó đen. Mình bỏ lại những cái dấu này đi. Củ lan nha con, mình chở làm đôi. Rồi mình xắt đi dừa thôi nha con. Rất là đơn giản, mình ăn bình thường vậy, mình nấu ở nhà vậy đó con. Nấu nhà mình nấu sao mà vừa miếng ăn thôi. Hủ nha con, đây là sả. Đây là tí ớt khô nha con. Rồi đây mình ớp vô tí tỏi, ớp tỏi cũng được, không tỏi cũng được nha con, nó thơm. Rồi. Hoặc là hành lá mình đâm nát mình ướp vô nha con, nhưng mà thôi mình ướp vậy cũng ngon à. Rồi có cách ăn tỏi hơn. Đây tí bột ngọt nha con nha. Rồi cộng lại tí xíu muối, tự này cô ướp xương muối rồi.
Rồi cô cho vô đây tí nước tương nha con. Con hủ mình cắt thành ba nha con. Cô rửa xong cô ớp muối rồi đó. Bây giờ muối nó cũng tan nè. Rồi cắt thành ba đi. Trong cái xả này đã có đầy đủ gia vị nha con, thì cỡ khoảng 5-3 phút nó sẽ ngấm vô trong đậu hũ, nó ngon. Đây là đậu quang nha con, thì mình ngâm nước muối để mình rửa. Cô ba xài cái gì cũng phải có muối sau khi mà rửa để ra pha chế. Ta nấu nước là phải có năm quý hết nha con. Nước cuối cùng cô ba cũng phải rửa là nước muối rồi đã qua nước lạnh, ta ngâm mấy phút đi. Rồi giờ mình rửa tép cho ta. Bây giờ mình vớt cái bột nha con. Trước khi mình vớt bột mình có miếng nước mình rửa sạch. Bột này lý do là tôm mình xào ra với gia vị được cái nó sôi bầm lên là nó phải có bột thật đó con. Càng sôi mạnh là nó càng có bột. Nhẹ lửa là nó không có bột. Rồi bắt đầu bây giờ cô ba đổ khoai lang vô nha, bỏ khoai lang vô nha. Ta sợ khoai lang gì nó nặng, nó sẽ văng mạnh lắm, không dám đâu. Rồi. Đậu canh này cô ba phi củ hành nó hơi tới, nó vừa vàng thôi nhưng mà cái nước nó hay. Nó vàng nhưng mà nó rất là ngon. Rồi để cho nó sâu vô đây nha con. Giờ mình bỏ vô một tí muối, tí bột ngọt. Có khoảng 5 phút xong canh được chín hết là mình hãy ra nha con nha. Rồi mình sẽ trộn ở đây. Như vậy cho nó thấm chút mình chắc cái nước nó ra nha con. Rồi cô rang cô sẽ đây tí bột ngọt nữa cho nó thấm đi. Rồi mình để đây đường rồi mình không có ớt vô trong lúc này. Mình chỉ ớt vừa thôi. Và những giọt nước mắm rất là thơm ngon nha. Phải có nước mắm vô nó có hỗ trợ cái mùi. Mùi thơm phi diệu nha. Rồi cái nước mắm này chút mình đem nếm sao. Rồi giờ ớt hủ cho con bỏ vô nha. Mình canh mình lánh kèn án ép vô đây để mình dép những cái miếng xả để mình giữ cho nó giòn nó thơm để mình đem ra ăn nha con. Không để đừng lâu là nó sẽ khét. Nè các con nhìn thấy một cái miếng khoai lang của mình như vậy là nó vừa chín rồi nha con. Chín như vậy mình ăn rất là ngon. Đó các con nhìn thấy không? Chín đấy nè, nếu mà các con để lâu thì nó sẽ bấy ra giống như mình nấu cà ri mà mình nuôi cái chất lền vậy đó các con. Đó bây giờ mình muốn nó không bấy ra là giờ mình nêm nướng rồi xong rồi ha các con ha. Chín bột không nè, rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nêm lại nha. Nè các con nhìn thấy nè, mình cái gạn ớt như thế này nè con. Xả ớt rồi mình gạn nó. Lý do làm sao mà cái dầu này nó hơi có tí bột là gì đó sôi mạnh với hơn nữa mình thắng mỡ hành đó các con. Mình thắng hành phi á. Mình để ra thì hầu như là bột mỡ này nó cũng đã xài qua cái hành phi rồi. Nó phải vậy thôi. Rồi bây giờ mình để vô đây. Của mình nó đã 3 phút rồi, nó bớt rồi nha con. Mình quậy cho nó lên cái hơi nóng đi. Mình bỏ hành luôn. Cái này có 1 cặm ngò gai nó cũng rất là ngon. Nhưng mà cô quên mua ngò gai, bỏ hành ngò. Rồi 3 phút bây giờ mình bảo quản cho hành mình nó xanh. Rồi đậu canh rác quá là tuyệt vời đúng không? Rồi mình chỗ qua bài. Bây giờ đậu hũ của mình nha các con. Các con nhìn thấy nó vừa hát cái da như vậy, tức là ngoài nó giòn ở trong nó mềm nha con. Còn nếu mà giòn mà thâm đen hơn chút nữa là nó cứng, miếng đậu hũ không ngon. Đó nhà cô thì ăn như vậy thôi. Giòn mà giòn mềm. Cái chảo mình nó nóng nha con, cô không đổ dầu nha. Rồi
vô nha con, bỏ giữa mùi vậy nè, con ra thì nó khô hết đi rồi con mới bỏ dầu nha. Rồi bây giờ tới mình khô rồi nha con, đổ dầu vô nha, nào mình rang tiếp nha con. À, bây giờ mới thắng dầu xong rồi mình mới cho đường vô nha. Rồi đây là một miếng như mình bỏ một triệu loại miếng nha con. Rồi đó như đó thôi, làm đảo tiếp nha. Bây giờ mình cho đường nó thấy nó ngon vô rồi mình cho tiêu đường vô nha con. Bây giờ mình nhỏ lửa thôi để cho đường với lại cái gia vị được sao. Rồi tí siêu nước mắm nha con, một muỗng cà phê thôi. Rồi chúng ta nhìn thấy ra nha. Bây giờ lá chanh nè con, bốn lá ở nhà mình trồng nè, trồng cái chanh không có cái trái, toàn là ăn lá không. À, bây giờ bớt nó trong ha. Rồi bây giờ bếp rang của mình lên xong rồi nha các con. À, các con nhìn thấy không, rất là hấp dẫn nha. Mình đổ ra đây đi dẹp chảo luôn, lấy cái chảo xào bông que. Rồi cái chảo nặng mà cũng không nổi. Bây giờ mình cho được khoảng 2 muỗng ăn canh nước lã cho con, tí thôi để cho nó xanh và quen. Và nó sôi nó chín, nó không có tốt héo tầm đậu que nha con. Rồi đợi cho nó chín đi. Đây, có ba chào gia đình mình nha. Cùng là có con, các cháu trong và ngoài nước gần xa. Bữa cơm của cái người lao động, một cái nhà lao động nghèo à, rất là vất vả mưu sinh trong cuộc sống chồng đồng hồ vậy để bán vé số. Mà hôm nay là chồng thất nghiệp nha, có ba đứa con, vợ thì bán vé số 100-150 tấm. Đã có ba giới thiệu cho các con, đây là bữa cơm của gia đình đó. Nhưng mà con nhìn thấy rất là sang nhưng mà không quá 80 ngàn nha các con. À, không quá 80 ngàn. Rồi bây giờ qua mời ăn nha. Rồi cô ba mời nha, cô bác anh chị em mời lại gia đình cùng các con cái cháu ha, ăn với cô ba đây. Đây là canh khoai lang, canh khoai lang rất là tuyệt vời, rất là ngon, nấu với thép tường ngon lắm. Tại vì khoai lang nó có cái chất vị ngọt nguyên thủy của nó rồi, cho nên mình hỗ trợ thêm phần tép nữa rất là ngon nha các con các cháu nha. Cô ba mời gia đình nha. Đây như là mình quay một cái bữa cơm, nhưng mà mình phải nói là mình diễn tả, mình hình dung được cái bữa cơm của cái người mà khó khăn nghèo khổ. Nhưng mà các con thấy mình lên như vậy thì mình nói là khó khăn mà ăn như vậy thì cũng quá là sang, nhưng mà do nên mình biết tính. Chỉ có cái cháu nào nói là cô ba nấu đậu hũ chiên sở canh khoai lang đó thì cô ba mua thêm tép rang 3 lạng là 30 ngàn. Tép nhỏ nha các con, tươi thật là tươi nhưng mà ngon. Thôi cô ba mời nha. Nhìn cái bữa cơm như thế này ta vô á là ta nghĩ trong cái gia đình đó không phải là người khổ, không phải là người vất vả khó khăn. Ta nhìn thấy những cái món không thịnh soạn lắm nhưng cũng được trên bàn cơm đấy hả. À, cô ba mời nha, nãy giờ cô ba vô mà làm xong bữa cơm mà cô ba quên chào gia đình. Thôi thông cảm cho cô ba nha. Rồi bây giờ mình cùng ăn được các con nha cháu. Mình ăn giờ ăn mình kể luôn, không phải là những cái bữa cơm này mà có nghĩa là gia đình của ba không có. Trước kia của ba có những bữa cơm nhưng mà không phải là như thế này luôn. Đã không được 80 ngàn mà đã chỉ có 20 ngàn nữa. Các con biết như thế nào là 20 ngàn không? Thí dụ như khoai lang này nè,
Hồi đó ba cô không dám xe ngoài đường. Mua một ký phi lan thì đâu có tép, đâu có thịt, ngay chỗ cái chòi giữa xe mà. Mua vô rồi cái bắt đầu gọt vỏ, cái rửa. Rửa không cần tép, không cần cái gì hết, chỉ có cần muối ngọt thôi. Chữ phi lan nó có cái vị ngọt sẵn nè. Ba cô chế cho một hãng nước về bắt nấu, nấu cho nó hơi lờ ra, chứ không phải là nấu vừa chín tới bột như vậy. Nêm muối vô, rồi bắt đầu chế nước mắm, bỏ ớt trái trầm vô kho quẹt sát cái chảo, ăn canh quẹt quẹt ăn, rồi cũng qua bữa. Chứ không phải bây giờ như là mình trình bày lên một cái buổi ăn của những người vất vả, khó khăn trong cuộc sống hiện nay. Như vậy nó rất là sang, nó cũng nhìn thấy sang. Cái chỉ đồ hủ là 18.000, 2.000, 15.000, 2.000 xả là 17.000. Các con thấy một dĩa đậu hũ 17.000 mình chiên ra rất là ngon. Vừa ăn các con. Gia đình của mình cùng các con các cháu làm sao thấy có ngon không? Rất là ngon hả? Cùng ăn như có ba cho vui nha. Đậu que 10.000 mà mình sắc nhỏ. Đậu que này là các con nấu hủ tiếu ăn rất ngon. Khi nước lè xong xuôi các con hái trên cây xuống, các con rửa sạch sẽ. Nhìn cái trái đậu que các con bào nguyên mỏng dài vậy rồi. Rửa trước. Nước sôi ra sản phẩm xong trụm nó bỏ cho các con ăn giòn, thật giòn mà ngon, cực kỳ ngon. Tép rang lá chanh, cực kỳ ngon, thơm lắm, lá chanh thơm quá, ăn cũng ngon lá chanh. Các con nghe cháu thấy cô ba vlog có tuyệt vời không? Có tuyệt vời ha, cũng biết tính, biết quay ghém, biết chế biến ra những cái món ăn rất là tuyệt vời, rất là đẹp mắt. Nhưng mà nó không quá 80.000. 80.000 là ok. Chúng ta làm phải làm trứng gà. Có nghĩa là cô ba giả thuyết trong cái món ăn của những người lao động vất vả thất nghiệp trong hai trong một cặp chính, tức là hai vợ chồng ba đứa con, nhưng mà chồng thất nghiệp vợ bán số, hoặc vợ thất nghiệp giữ con chồng đi làm, thì lương cái mệnh giờ thì chồng làm hồ chắc cũng phải được 300 mấy, tiền nhà rửa đâu cả cái, thì ăn uống nó còn đỡ. Cái đó là người chồng làm hơi nhiều tiền hơn vợ chứ. Còn nếu mà chồng thất nghiệp vợ đưa em ghi số bán thì 150 tấn nó chỉ là 180.000. Mà các con thấy đi trần thân đất lỡ thì 180.000 đó. Con không bệnh không đau thôi, chứ nếu bệnh đau thì mình sẽ nằm vào cái khoản nào? Cái khoản tiền không có. Cho nên mình càng phải có những cái gói ghém, tính cho kỹ. Có cái cháu nào nói là cô ba nấu những cái món cơm nguội như thế này nè, hôm nay là cô ba nấu liền, cô ba hối hả, thì cháu cũng xem mà cô ba nha, những cái món cơm mà cháu yêu cầu á là cô ba đã hoàn chỉnh. Ăn ngon số 1 rất là ngon, tuyệt vời. Xả các con các cháu đằng sau, cô ba có những cái lời mà nhắn gửi đến các con các cháu. Nếu các con các cháu có mến cô ba, có dành tình cảm cho cô ba, các con các cháu nhớ bấm subscribe và bấm cho cô ba like để cho cô ba có cái niềm vui, được khỏe khoắn và động lực cái chuyện hàng ngày của mình làm ha. Cô ba cũng nhắn đến các cháu là như thế đó. Còn những có một cái gì mà sơ xuất thì thông cảm bỏ qua cho cô ba.
Thì cô ba cũng là người lớn tuổi rồi, lúc nhớ và lúc không, các con các cháu ha. Đồng hành cùng cô ba nhớ là vui vẻ cho cô ba subscribe và like nha, để ủng hộ cô ba. À, cái video đến đây cô ba cũng tạm dừng. Chúc mọi gia đình với các cháu cùng có một bữa cơm ngon.